Hello, chào mọi người. Hôm nay ngày 10 tháng 2 2021, và mình sẽ chơi game tiếp tục cái trò này hả bạn? Lần vô thứ ba của mình. Tiếp tục. Bây giờ đầu tiên mình sẽ chơi hình vuông ha. Nhảy nè. Đó. Có khung nhân vật đó nè. Wow. Yeah. Yeah. Bỏ lỡ. Cứ nghĩ anh ăn rồi. Ăn cái nắp rồi thì lửa cũng chẳng làm gì. Cứ nghĩ anh thế nào. Yeah. Trời. Wow, chị trời. Khoảng cách cũng xa thì rất là nguy hiểm đó mà. Này nhảy cũng ghê lắm. Ôi trời, dễ vậy. Tiến hành sức với xây dựng rồi nhá. Ôi trời ơi. Wow. Chết rồi. Yeah. Khủng khiếp vậy mày. Chọn con khác chơi trời ơi. Thiệt tình. Để coi.